Ôi nó nhảy rồi. Đúng rồi. Vô. Phải nhận thấy là đồ đạc nè, được treo ở đây nè, đúng không? Đồ đạc. Hello. 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 Mình thấy là có đến 4 bé nè. Và trong một cái căn phòng với diện tích khá là nhỏ và chật hẹp luôn. Ở Campuchia mà việc mà sanh những em bé cứ liên tiếp nhau như thế và sanh số lượng nhiều là một chuyện khá là bình thường. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Và đây là một trong những cái chợ sầm khuất, những khu sầm khuất nhất tại Campuchia, hay còn gọi với một cái tên gọi khác hơn, đó là khu gỗ chuột. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý chị xem về cuộc sống của những người lao động nghèo ở khu gỗ chuột này. Đây là một cái con hẻm khá là nhỏ. Và mọi người dân ở đây thì thường rất là nhiều con. Và việc mà sanh nhiều con như thế thì gây cho một cái gánh nặng gia đình và xã hội rất là lớn. Vì vậy thì cái cuộc sống mà nghèo nàn luôn đeo đẳng người dân Campuchia. Ở Campuchia có một cái thông lệ là họ phải đẻ rất là nhiều con. Và đây là một trong những cái cuộc sống của những đứa trẻ ở Campuchia nè. Đây. Việc thiếu ăn thiếu mặc là một cái chuyện khá bình thường. Ôi, chào, hello. Cái đoạn đường này thì chỉ ngắn thôi, nhưng mà rất là nhiều dân cư sống san sát và ẩm thấp nhau như thế này. Đây là cái khu nhà trọ mọi người. Hey. Hello. Hello. Đây là các dãy nhà trọ. Bông bông. Bông bông cái này. Bông bông mà cái. Ông đây lo mới đi. Hay là mới ra hay lo. Hello. Cái diện tích ở đây thì khá là nhỏ và chật hẹp. Mọi người có thể nhận thấy rằng là ở trong cái căn phòng trọ này đó thì có một cái gác ở trên kia kìa. Và ở đây là một cái căn phòng trọ diện tích thì nó khoảng chừng 12 mét vuông thôi. Và họ sống một cách là cực kỳ chật hẹp và ẩm thấp luôn. Chỉ có một cái cây quạt treo lủng lẳng trên kia, dây điện thì văng khắp nhà luôn à. Và cái căn phòng trọ như thế này thì có giá là tiền Việt Nam á, thì nó khoảng 1 triệu đến 1 triệu mấy. Cái căn phòng này nó xuống luôn à. Cái cuộc sống ở đây nó rất là xô bồ và cực kỳ phức tạp. Việc mà buôn bán hàng trắng những cái chất cấp tiện này diễn ra phổ biến ở đây. Cờ bạc rượu chè cũng rất là nhiều luôn mọi người. Và đặc biệt là đánh bạc. Ở Campuchia thì mọi người không khó khi mà bắt gặp những cái chiếc xe bán đồ ăn nhanh, đồ ăn chạy như thế này. Và đây là một cái chiếc xe bán bún đặc sản của Campuchia, đó là chiếc xe bán bún bò hóc và mắm bò hóc và bún kè. Và mọi người có thể nhận thấy là đồ đạc nè, được treo ở đây nè, đồ đạc được treo lũ củ cặp một cái dãy tường gào như thế này. Đây là các khu nhà trọ ổ chuột nè mọi người. Đây là những khu nhà trọ như thế này rất là phổ biến ở Campuchia, và đặc biệt là cho những người mà giống như là chưa có tiền xây nhà. Ở Campuchia thì cái việc mà phân hóa giai cấp giàu nghèo rất là rõ ràng. Ở những người giàu thì họ chọn những cái chiếc xe đắt tiền như là Lexus hay là Mercedes từ vài tỷ đồng. Còn những người nghèo thì họ thường chọn cái phương tiện di chuyển đó là xe túc túc hoặc là xe gắn máy, những loại xe cũ á mọi người. Việc mà mua những cái chiếc xe
ô tô ở Campuchia thì nó chỉ chiếc thường thường thì khoảng 200-300 triệu đồng thôi, tại vì tiền thuế nó rất là rẻ. Một buổi chiều ngay tại khu xóm trọ ổ chuột. Hello. Sao lạ? Hello. Cùng phòng bát tê, cùng phòng bát tê. Ôi nó nhảy rồi. Đừng về. Vô. Nó gặp cứ máy ảnh là nó cứ nhảy thôi. Đây là các đứa bé từ Campuchia. Mỗi nhà như thế thì mình ước tính là xây sinh đẻ từ 3 đến 4 em. Con nó khi lòng xa rồi. Được sao? Là đây là một trong những con đường khá là phức tạp. Đây là mọi người. Ở trong đây là một khu nhà trọ. Hello. Nó cứ hello mình hoài à. Cái đứa bé này nó không sợ nghe luôn. Hello, hello, hello. Hello. Nó rất là thích coi những cái camera một ngày tụi nó như thế này. Hello. Ôi. Hello. Hello. Nó rất là thích thú khi mà nó đứng trước những cái camera như thế này. Mày đi cho đã hết nè. Hello đây. Hello ơi. Phải bóc vào. Các chị ở đây thì không có thể nào nói tiếng Việt được. Chị nói tiếng Việt được không? Chị Nam. Trên dây tê mai. Trên dây tê mai. Nè. Thật ra thì các đứa trẻ được sinh ra ở đây đó thì cái điều kiện sống cực kỳ thấp luôn. Và mình không biết là họ suy nghĩ khi như thế nào, khi mà khi điều kiện sống cực kỳ thấp như thế này, chất lượng thì sống thấp như thế này thì việc học hành của các bé ở cái khu ổ chuột như thế nào. Từ nhỏ thì các bé ở đây nó đã được nhiễm những cái cuộc sống ở đây rồi. Cuộc sống rất là ẩm thấp, cuộc sống cực kỳ kém chất lượng ở trong cái khu những người lao động thấp ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Và đây là hình ảnh các bé nè. Ở đây thì nãy giờ thì đi vòng vòng ở cái khu nhà trọ này đó thì mình có thể ước chừng được là khoảng từ 20 đứa bé như thế này. Thế thì cái cuộc sống của ở đây cực kỳ phức tạp nha mọi người. Việc mà ở đây là buôn bán ma túy hàng trắng cũng như là tôi hỏi nó có ăn cái gì bằng tiếng Việt. Ôi giùm bé này nè. Nó gặp cái máy quay nó thích lắm. Con sông thơ đó. Và đây là một trong những cái căn phòng trọ một đẹp không kém, để quay cho mọi người xem nè. Làm cái món là cái món bán cho những người khách nhậu như là mít rồi bưởi rồi trứng cút rồi nè, mít bưởi trái cây rồi đó.
Ờ, con này có thích lắm luôn. Thôi máy luôn. Thôi mà thôi máy luôn. Trứng cút. Trứng cút rồi. À, mất ở trong kia nữa kìa. Rồi táo để vô hộp để tối nay chắc có lẽ là các đứa bé này nó sẽ mưu sinh dọc các tuyến phố của thủ đô Phnom Penh. Các đứa bé này tối là đi bán rồi bán chung với gia đình đó. À, đi bán theo mấy cái quán nhậu nữa. Dạ, mỗi một phần như thế là bao nhiêu tiền? Phần nào giờ không mua cũng không biết nữa. À, trai trai dân được 150 mà. Một phần vậy là 3,000. À, 3,000. Cái cây nữa nha. 30,000. 3,000 kia là nó tương ứng với lại 15,000, 20,000 tiền Việt Nam. Ừ. Đây là trứng cút. À, các đứa bé được sinh ra ở trong đây nó phải được mưu sinh từ nhỏ, như nhà của chị này thì có, mình thấy là có đến 4 bé. Và trong một cái căn phòng với diện tích khá là nhỏ và chật hẹp luôn. Ở trong kia mà việc mà sinh những em bé cứ liên tiếp nhau như thế và sinh số lượng nhiều là một chuyện khá là bình thường, vì thế tạo nên cho một cái gánh nặng cho gia đình và xã hội ở nơi này. Đây đây mọi người, đây bình ga họ để ở đây luôn nè. Đây cái gia đình này chắc có lẽ là đi làm rồi, gà dầu đồ họ chiên ở chỗ này luôn. Và đây là cái căn phòng trọ, một cái căn phòng trọ cực kỳ ẩm thấp mọi người. Bên đây là một cái tiệm hớt tóc nè. Hớt tóc anh này thì là người Việt Nam, cũng hớt ở đây khoảng 10 năm rồi. Bên kia là một cái căn phòng trọ. Anh mình vô căn phòng trọ bên đây được không anh? Quay được không? Không có sao ha. Đây cũng là một cái căn phòng trọ khá là ẩm thấp. Hello. À. Đó mọi người. Hello. Thật ra thì các chị cô chú ở đây không có gần tiếng Campuchia, không có gần tiếng Việt lắm, nên là nữ là mình cũng giao tiếp hoặc là không có gần tiếng Anh nên giao tiếp cũng khá là khó khăn. Video. Hello. Hello. Một cái mặt. Hello. Cái này nó mất cỡ. Dạ. Hello. Anh này anh đang. Chào. À, no no. Anh này anh đang ăn cơm. Bất con mặt đất. À. Được chưa? Mẹ ấy hốc này chắc. Dạ. Anh uống bia hay sao? Nói lại cho cái bé như thế này. À. Dạ. Anh. À. Sẽ hốc bon Việt Nam anh luôn. Ờ. Hốc bon Việt Nam anh. Bon Việt Nam. À. Đây đa số nhậu nhẹt kia mọi người. Dạ dạ. Ở đây thì mọi người có thể thấy rằng là họ nhậu ở đây nè. Và kể cả những cái em nhỏ luôn. Thì không biết các em nhỏ này lớn rồi chứ. Từ ba mẹ được những gì thôi. Đây là cái gì đây ta? À, chả cá gì hồi sao. Bánh bán thằng con nhỏ nhỏ. Ở bên đây thì có một cái chú là người Việt Nam. Việt Nam. Bon Việt Nam. Dạ. Hơi chậm. Thank you. Bye. Mọi người có thể thấy gặp cuộc sống ở cái khu nhà trọ này không? Khá là phức tạp đúng không? Và sau khi đi một dọc thì mình có cảm giác là ở đây rất là nhiều những cái tệ nạn xã hội, từ việc là đánh bài đánh bạc hay rất là nhiều luôn. Và họ sống trông chờ và ít lao động. Thôi một video clip này đã chia sẻ cho mọi người xem về một cuộc sống tại khu ổ chuột của Campuchia, cũng như là những người lao động nghèo ở Campuchia là như thế nào. Qua đó cũng mong là video clip này sẽ được mọi người hưởng ứng khi mình ở Campuchia. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau.